Kính thưa quý vị, phố dài ở Hội An. Phố dài nằm cuối đường Hoàng Diệu, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đang trở thành điểm đến du lịch ưa thích của du khách khi có dịp đặt chân đến phố cổ Hội An. Dưới những mái ngói cổ kính, rêu phong, những đồi dài dép với phối màu thú vị, lạ mắt nằm trên lề đường, xếp trên các kệ gỗ gọn gàng, luôn tạo sự thu hút mỗi khi du khách đi ngang. Hình thành từ những năm đầu khi du khách mới nở rộ ở Hội An, hầu hết các cửa hàng dài dép đến nay đã hơn 15 năm tuổi, đã tạo thành thương hiệu phục vụ cho khách thập phương. Nhiều thợ đóng giày cho biết, nghề đóng giày dép ở phố cổ xuất xứ từ làng Châu Trung, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An. Các gia đình ở Châu Trung đều lập cơ sở sản xuất riêng hoặc chung vốn lập xưởng rồi đem giày đến bán ở phố cổ. Dần dần, nghề làm giày phát triển trở thành nghề thịnh hành nơi đây. Giày ở đây giá nào cũng có, từ các loại giày dép giá bình dân khoảng từ 150.000 đến 500.000 đồng cho đến các loại giày có giá hơn 1 triệu đồng. Đa số các du khách ưa chuộng các đôi boots có văn hoa cầu kỳ, màu sắc sặc sỡ, có giá lên tới từ 1 đến 2 triệu đồng. Vợ chồng ông Phan Thành làm nghề đóng giày đã được hơn 25 năm, nhưng mở cửa hàng bán giày cho khách du lịch ở phố cổ thì chỉ chừng 15 năm trở lại đây. Một ngày cả hai vợ chồng ông làm được 4 đôi giày và gần 10 đôi dép hoặc 2 đôi boots, lời từ 100 đến 200 ngàn đồng để nuôi 3 đứa con ăn học. Còn xưởng đóng giày của anh Nguyễn Văn Cường thì có đến 15 nhân công, mỗi người làm một công đoạn riêng. Mỗi ngày họ sản xuất được từ 50 đến 70 đôi giày đủ loại. Các cửa hàng ở phố dài trở nên nhộn nhịp hơn kể từ khi dịch vụ đóng giày nóng ra đời. Dịch vụ này đóng giày theo yêu cầu chỉ trong một ngày, có khi chỉ cần đi dạo trong phố cổ khoảng 2 giờ đồng hồ. Khi trở lại, du khách có thể có ngay một đôi giày theo đúng yêu cầu của mình. Khác với nhiều nơi, tại phố dài Hoàng Diệu, những đôi giày du khách đặt mua đều được làm hoàn toàn bằng thủ công. Vì thế, những đôi giày này vừa có kích thước chính xác, vừa độc đáo, bảo đảm không có đôi thứ hai giống như vậy. Hơn một chục năm ra đời và phục vụ du khách, nhiều sản phẩm dài ở phố cổ đã theo chân du khách suốt cuộc hành trình hơn nửa vòng trái đất. Có những du khách trở lại phố dài mang theo tấm danh thiếp của cửa hàng từ giới thiệu của bạn bè người thân để đặt mua dài. Khu phố dài đã đem lại công việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người dân phố cổ. Cùng với những ngôi nhà cổ và các món ăn truyền thống, khu phố dài Hoàng Diệu làm nên một bức tranh nhiều màu sắc, tạo hình ảnh khó quên cho du khách thập phương khi đặt chân đến Hội An.